Sao đi vào đây, quá thấp rồi. Rồi ở trên nó thấp nó vậy thôi, tí nữa thấp ở dưới này. Rồi, mình cho ghế ra đây. Rồi cũng mời hai bác sư mình lên đèn luôn. Rồi, người yêu chú một cây. Người yêu của chú ở đâu? Đó, đúng rồi, đó, đúng rồi. Cô giao chú rể một người một cây. Rồi, mình cầm nhang, ngang ngực nhìn lên bàn thờ. Rồi, lại đều bốn lại. Rồi, ba mẹ thắp nhang trước. Thắp ở dưới này thôi à, thắp ở dưới thôi. Cầm tay trái giùm con, tay phải nâng tay trái lên, đó đúng rồi, để con chụp quay phim thôi, nó không bị che mặt. Rồi tới mẹ. Rồi chú rể, cô dâu. Rồi chắp tay lại luôn, lại đều. Dạ ơi. Rồi đi ra đỡ mà cái ghế. Rồi mình quay ra chút cô dâu. Thôi dạ, cho phép không phải là mình mời cái lễ công tố là mời ba mẹ thôi hay là mời ông bà nữa. Nếu có ông bà thì mời ông bà mình lên trên để cô dâu để làm cái lễ công tố. Mời à. Dạ rồi rồi, không mời à. Không, bà nội đúng không? Ngoại thôi đúng không? Bố bà nội thôi. Dạ dạ. Rồi, không mời ba mẹ mình ngồi xuống. Cô dâu ơi, bỏ hoa thôi. Bỏ mẹ rồi rồi. Rồi, ba mẹ mình Mình ngồi xuống đó chắc vậy. Rồi, dâu để thêm đổi chỗ lên nhau. Rồi chú để em bê khay rượu lên. Rồi cô dâu rót rượu, em lấy cái tay dựng cái nắp rượu cho đúng rồi. Rồi em bưng một ly mời bà. Rồi một ly mời ông. Rồi cũng mời mình nhắm môi luôn ạ. Rồi, có bà ngoại nữa. Cảm ơn ai cô sư. Cậu thay ra. Thấy không? Cái ông thầy. Dạ dạ dạ. Ý là mời nội ngoại hai bên là mời. Rồi cô giao rót rượu đi em.
Rồi cậu với mọi người mà coi nó đùa hơn đùa mày ngay đó đùa mày học đùa mày không biết tổng dục cái gì rồi có mời ba mẹ hai bên hai em chưa giữa mời ba vô trong rồi ba đứng sát với dâu đi rồi cô dâu đó cùng đi lý là cực kỳ mấy cái đó cái ba này đầy em đốt cái tân hôn mà rồi mời ba một ly rồi em giờ ba chị đi đó nha cô giao bưng khay rượu nè cô giao bưng khay rượu nè chú rể bưng một ly mời ba vợ rồi hai ông xui mình cùng ly một cái rồi 100% cho con 1, 2, 3 rồi hết luôn dạ anh chủ bắt tay con kìa bắt tay con cái này vỗ tay rồi con lại cái đấy đi à rồi hai mẹ vô trong chú rể rót rượu em chú rể rót rượu đây nhá rồi một ly mời mẹ vợ em rồi em đúng rồi mà tối nay nở còn mà mẹ sáng ngủ ai mà xui cụm lên giùm con cái nè rồi hết luôn rồi bắt tay giùm con cái luôn nè dạ rồi được rồi rồi hai bạn cho họ cái giận cưới đó rồi ba mẹ con nữa mà đâu đi cho nữa đi không phải thời gian còn lâu để là tôi phép mời ba mẹ ngồi trước nè à em mời ba nội trước dạ bác ơi bác cái gì con nhé trời ơi, cười tươi xuống tàu. Bạn đó. Thôi em trai. Em trai thấy có. Rồi. Cho ngồi đây rồi. Đây anh chị quay người ra ngoài xíu này quay người ra ngoài rồi để cho vợ đeo đi anh bầm con được rồi bé ơi cho đi mở Quỳnh đâu mở Quỳnh lên đó từ từ để cho chị treo đây trước tay lên nà đeo quần nà đeo cho chậu luôn rồi anh chị đứng sát vào em này bé ơi nè nhìn chỗ đây rồi tiếp mười Quỳnh bấm chụp cái bấm chụp cái quái à rất là quái cái rồi anh chị nhìn ra máy em luôn vậy ạ à? Rồi được rồi tiếp tục anh lấy đâu anh nhìn máy em luôn cha rồi đứng sát vào cho em chút nào dạ bố đứng sát vào nhà tình rồi cả nhà nhìn em nè rồi
Rồi ok. À 2 3. Bé ơi. Cún cún cún. Dạ bà đứng xịt lên trên luôn đi bà. Dạ bà đứng xịt lên trên chưa? Rồi dạ. Gì gì? Bà đứng sao cô dâu chưa? Gì đứng sao chưa? Dạ rồi, gì nó mấy nghìn con kìa. Bạn. Dạ. Có cái người ra ngoài chú ạ. Thôi. Cô đứng nơi này chú. Dạ. Mẹ ơi, mẹ đứng cạnh cô đi ạ. Ông nằm tại sổ tí. Đây ông ngay. Rồi đi xem nào. Rồi nhìn nhìn mấy hình sao thế nào. Rồi. Ok. Đây qua. Đây qua. Bạn tin tiếp hay là chung thôi. Quay. Đây đi. Có chua thì nhiều. Thầy Tuấn, thầy kiểu chị tụi nhà em có thể tiếp tạc trực tiếp nha. Quay người đi, quay người đi. Dạ đúng rồi. À, nhìn em ạ. Quay gì đó thôi, con tao luôn nó nói. Rồi. Ờ anh trai ơi, nhìn mẹ em luôn đi cha. À, vô ơi. Ok ạ. Bác ơi, bác ơi, bác ơi, bác ơi. Tôi cho ông đi. Rồi từ từ ạ. À, bác có lời kết thúc buổi lễ xong mình cùng ly cái là xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.